dung người chồng đầu tiên của diễn viên MC Thanh Mai. MC Thanh Mai quen mặt với khán giả truyền hình trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Ngoài diễn xuất, cô còn là một MC trên đài truyền hình Việt Nam VTV1. Thời gian gần đây, nữ MC chú tâm hơn trong việc kinh doanh của mình. Nhưng không vì thế mà khán giả quên đi một nữ MC xinh đẹp. Tên thật của cô là Bùi Thị Thanh Mai, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1973, quê gốc ở Nghệ An. Là một nữ diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ múa, người mẫu ảnh, người dẫn chương trình và là doanh nhân người Việt Nam. Trong khi sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển mạnh mẽ, MC Thanh Mai đã có một quyết định đầy táo bạo khi đột ngột giảm thời gian dành cho nghệ thuật để dành thời gian cho niềm đam mê kinh doanh của mình. Cho đến giờ, Thanh Mai là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được nhận bằng MBA. Cô rất đa tài, từ nam MC, diễn viên và giờ đây còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Ở lĩnh vực nào, cô cũng thành công và được đánh giá cao. Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng đường tình duyên của Thanh Mai gặp không ít trắc trở. Cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hai người đã chia tay. Cô chia sẻ về lý do đổ vỡ trong hôn nhân này. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, chúng tôi chia tay trong êm đẹp vì cả hai đều hiểu được bản chất của vấn đề. Khi không thể chung đường thì nên chia tay êm thấm để mỗi người có lối đi riêng. Chuyện Thanh Mai kết hôn sinh con và chia tay vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi cho người hâm mộ bởi chị ít chia sẻ tình cảm riêng tư trên mặt báo. Khi được hỏi có phải do bản lĩnh, tài giỏi nên người đàn bà khó giữ được hạnh phúc, Thanh Mai đã chia sẻ: "Tôi không nói đàn ông là xấu, nhưng đôi khi ở Việt Nam, đàn ông có sự gia trưởng nên phụ nữ hay chịu đựng. Tôi nghĩ tại sao mình phải chịu đựng như vậy? Nếu như mình hòa hợp với nhau, có thể sống tốt, mỗi người có một cuộc đời, nếu mình cảm thấy hòa hợp được thì mình nên gắn bó với nhau, đối xử tốt với nhau để không ân hận rằng mình đã làm những gì tốt nhất cho người mình yêu thương. Còn nếu không phù hợp nữa thì mình nên giải thoát cho mình và cho người ấy. Và chưa chắc những người chịu đựng đã sống tốt hơn mình." Nói về cô con gái duy nhất, Thanh Mai cho biết: "Tôi muốn con học cách sống tự lập. Vì thế, dù còn nhỏ, tôi cho bé sang Mỹ học. Con bé hiện tại rất mê thời trang và chia sẻ ước mơ làm nhà thiết kế trong tương lai. Bé sớm bộc lộ những sở thích thời trang, thường tự chọn và phối các trang phục theo gu rất riêng. Nhưng ngành này cạnh tranh cao và áp lực lớn, tôi lại muốn con đi theo ngành bác sĩ, mà có lẽ giờ quá sớm để nói những điều này. Tôi chưa bao giờ muốn con gái mình đi theo ngành giải trí. Tôi muốn con tập trung vào con đường học hành, trở thành gì hay làm nghệ thuật là cái duyên tự nhiên nó đến." Kín tiếng về người đàn ông hiện tại của đời mình, Thanh Mai chỉ cho biết: "Người bạn đời hiện tại cũng là doanh nhân như tôi, hiểu được cuộc sống và sự nghiệp của vợ. Tôi luôn độc lập với chồng về kinh tế. Khi đến với anh, tôi đã tạo dựng được cho mình cơ ngơi, công việc kinh doanh riêng. Hiện tại, con gái chị đã lớn và Thanh Mai đang chỉ sống cùng với bạn trai, chứ chưa có ý định đi đến một cuộc hôn nhân chính thức." Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.